Lòng ganh ghét đố kỵ chính là thứ giết chết chúng ta hàng ngày. Đôi khi tội ác được thực hiện chỉ bởi những mâu thuẫn cực kỳ nhỏ nhặt. Cũng giống như nạn nhân trong vụ án này, chỉ bởi vì thù hận của bản thân mà đã làm hại đến người vô tội, để rồi đến cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Còn hung thủ thì chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường bên cạnh gia đình, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị dồn ép đến mức mất hết tất cả và phải trở thành kẻ sát nhân. Mỗi người ở trong vụ án này đều là nạn nhân của chính cuộc đời mình. Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2012, Trấn Ân Mao thuộc quận Tư Mao nằm trong địa cấp thị Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhận được tin báo có người mất tích. Hỏi ra thì mới biết là vào rạng sáng nay, con trai của bà Trung, tên Thành Chiết, đã đi khắp nơi để tìm mẹ mình. Thành Chiết năm nay đã 23 tuổi, tuy nhiên trí tuệ vẫn còn là của một đứa trẻ 7 tuổi. Lúc bé, anh bị tai nạn giao thông, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần tùy não sau bị va đập mạnh khiến cho dây thần kinh bị tổn thương, cũng kể từ đó trở nên ngốc nghếch. Người trong thị trấn ai cũng biết chuyện nên rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình của Thành Chiết. Họ cũng thường xuyên giúp đỡ mấy mẹ con của anh ta trong việc sinh hoạt thường ngày. Bà Trung năm nay đã gần 60 nhưng vẫn phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi con trai. Bà ấy có nghề nấu rượu nên cứ cách 3-4 ngày thì lại đem rượu lên chợ ở trung tâm quận Tư Mao để bán. Trước khi bà ấy rời đi, thường sẽ gửi con trai của mình cho nhà hàng xóm bên cạnh trông nom giúp. Thế nhưng cách đây không lâu, gia đình nhà hàng xóm xảy ra tang sự nên họ cũng đã chuyển đi nơi khác, nên bà Trung chỉ đành để con trai ở nhà một mình. Trưởng trấn thầm tính, từ lần cuối bà Trung rời đi cho đến nay cũng đã gần 3 ngày, đúng là có điểm bất thường. Thế là ông ấy đã huy động người dân ở trong trấn, chia nhau đi tìm. Tất cả mọi người đều bắt đầu tìm kiếm từ khoảng 8 giờ sáng cho đến tận 5 giờ chiều, vẫn chẳng thấy có tin tức có ích nào. Một vài thanh niên lái xe máy dọc theo quãng đường từ thị trấn Ân Mao lên đến khu chợ nơi mà bà Trung thường bán rượu để hỏi thăm. Vài người dân buôn ở đó có ấn tượng với bà Trung nên đã lập tức kể lại lần cuối cùng nhìn thấy là cách đây 3 ngày. Hôm đó, bà ấy đã bán hết rượu từ rất sớm, sau đó thì lập tức quay về nhà. Trước khi đi khuất còn nói rằng sợ con trai ở nhà một mình không có ai chăm sóc. Cũng có nghĩa là kể từ ngày 14 thì không còn ai nhìn thấy bà Trung nữa. Hết cách, trưởng trấn chỉ đành đứng ra báo cảnh sát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và lập tức tìm kiếm bà Trung. Đến rạng sáng ngày 18, một người cảnh sát trong lúc đang đi dọc bờ sông thì ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra từ phía bụi cỏ dại cao ngang thân người. Nơi này có dòng nước chảy xiết và rất nhiều đá ngầm nên được treo biển cảnh báo nguy hiểm. Bình thường thì sẽ không có ai đến đây cả. Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, người cảnh sát kia đã gọi thêm nhân lực đến rồi đi xuống phía dưới kiểm tra. Khoảng hơn 20 phút sau, họ đã phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ ở trong tư thế nằm sấp. Phần thân trên bị ngâm ở trong nước sông, còn phần thân dưới thì bị mắc kẹt ở bên trong khe đá nhỏ nằm trong bụi cỏ dại. Theo như trưởng trấn nói thì cách đây 3 ngày đã xảy ra một trận mưa khá lớn. Có thể thi thể này đã bị dòng nước cuốn trôi rồi bị mắc kẹt tại nơi này. Rất nhanh chóng, đội chuyên án đã được thành lập. Pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Bởi vì phần thân trên đã bị ngâm trong nước nên có dấu hiệu bị xương phù. Một phần da mặt của nạn nhân còn bị va đập vào đá ngầm dẫn đến bị xé rách. Nếu dựa vào khuôn mặt thì rất khó có thể nhận diện được thân phận. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ đồ mà thi thể đang mặc thì toàn bộ người dân ở trong trấn đều khẳng định nạn nhân không ai khác, chính là bà Trung, người mà họ đang tìm kiếm. Pháp y liền lấy mẫu DNA của Thành Chiết để đem về và đối chiếu với thi thể. Nếu trùng khớp thì họ mới chắc chắn được. Xung quanh nơi phát hiện ra thi thể cũng không tìm thấy bất kỳ có vật dụng nào khác của nạn nhân. Rất có thể nơi này không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Dựa vào dòng chảy, cảnh sát có thể tạm thời khoanh vùng nơi mà nạn nhân bị sát hại. Nằm cách đoạn sông này khoảng 5-6 km về phía thượng nguồn, cũng chính là đoạn sông nằm ở gần khu chợ nơi nạn nhân đem rượu đến bán. Sau khi đưa thi thể về cơ quan, pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm cũng như là đối chiếu DNA. Hơn 4 giờ đồng hồ sau, họ cũng đã đưa ra được kết luận nạn nhân chính là bà Trung, mẹ của Thành Chiết, 58 tuổi. Lý do tử vong là bởi vì suy hô hấp do bị đuối nước
gây giảm oxy máu, tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là phổi và não. Trước tiên, họ cần xác định nạn nhân vô tình bị đuối nước hay là bị người khác ra tay sát hại. Điều này rất khó khăn bởi vì thi thể đã bị chìm trong nước một khoảng thời gian khá dài. Một vài manh mối cũng theo đó mà đã bị xóa sạch. Trước tiên, họ kiểm tra ở phần đốt sống cổ của nạn nhân. Nếu như trong trường hợp bị người khác nhấn đầu xuống nước thì phần này chắc chắn sẽ bị tổn thương. Thế nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào chứng minh rằng nạn nhân đã bị ai đó dìm xuống dưới nước. Mọi bằng chứng đều hướng đến việc nạn nhân chỉ vô tình trượt chân rồi sau đó chết đuối. Mọi chuyện hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Một câu hỏi được đặt ra rằng liệu nạn nhân có phải là một người có bệnh tim mạch gây nên đột quỵ nên lúc đi ngang qua dòng sông thì căn bệnh tái phát rồi mới rơi xuống nước hay không? Pháp y cũng đã khám nghiệm lại một lần nữa và họ kết luận rằng tim và não của nạn nhân không hề có dấu hiệu nào của căn bệnh nói trên cả. Pháp y thử tìm trong móng tay của nạn nhân xem có lưu lại bất kỳ mảnh biểu bì nào hay không. Bởi vì nếu như là bị người khác nhấn đầu thì nạn nhân sẽ phản kháng và việc thường xảy ra chính là cố gắng cào cấu vào phần tay của hung thủ. Thế nhưng họ chẳng tìm thấy mẫu biểu bì nào ngoại trừ vài mẫu rong rêu bám vào trong lúc thi thể bị trôi giạt trên sông. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát kết luận đây là một vụ đuối nước thì pháp y lại phát hiện ra một điểm bất thường khác. Chính là ở trong mũi và phổi của nạn nhân không hề tìm thấy loại rong rêu giống như là loại nằm ở trong kẽ móng tay. Tức có nghĩa là nạn nhân đúng là bị chết đuối nhưng không phải là bởi vì rơi xuống sông. Họ còn xét nghiệm lượng nước còn sót lại ở trong phổi thì phát hiện lượng ion khoáng thấp hơn so với sông rất nhiều. Cũng có nghĩa là nơi nạn nhân chết đuối có dòng nước sạch sẽ hơn. Điều này đã khiến cho cảnh sát lại một lần nữa đặt nghi vấn rằng nạn nhân đã bị sát hại. Cảnh sát lập tức hỏi trưởng trấn và người dân quen biết nạn nhân xem liệu rằng bà Trung có biết bơi hay không. Câu trả lời nhận được là bà ấy không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi. Năm xưa còn đạt giải quán quân ở trong cuộc thi bơi lội của trấn. Điều này càng khiến cho cảnh sát thêm phần chắc chắn rằng bà Trung là đã bị sát hại chứ không phải là vô tình đuối nước. Họ liền cho mời con trai của bà Trung là Thành Chiết đến để lấy lời khai. Tuy nhiên, anh ta không thể cung cấp bất kỳ manh mối có ích nào mà chỉ toàn khóc lóc đòi mẹ. Hết cách, họ đành đến tận nhà của bà Trung để tìm manh mối. Khi đến nơi, họ thấy ngôi nhà mà hai mẹ con bà ấy đang sống cũng không phải là quá nghèo khổ, thậm chí là có phần rộng rãi, giàu có. Thấy thế, ông trưởng trấn liền kể lại rằng, năm xưa, nhà bà Trung là một trong năm hộ giàu nhất trấn này. Gia đình bà ấy làm nghề nấu rượu truyền thống cho nên lượng khách hàng rất ổn định. Việc làm ăn cũng phát triển không ngừng. Hai vợ chồng bà Trung đã ly hôn từ lâu, một tay bà ấy nuôi lớn hai đứa con trai. Còn người chồng thì không hề chu cấp một đồng nào cả. Ai ở trong thôn cũng cảm thấy bà Trung tài giỏi, mạnh mẽ, tính tình của bà ấy vô cùng hào sảng, tốt bụng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện cách đây 3 năm. 3 năm trước, con trai lớn của bà Trung tên là Thành Lâm bị bạn bè xấu rủ rê, không những đam mê cờ bạc còn bị nghiện ma túy. Anh ta tiêu xài hết tiền mà mẹ cho để ra ngoài làm ăn, sau đó lại quay về nhà đánh đập bà Trung, đòi bà ấy phải giao hết tài sản để cho anh ta đi đánh bạc. Bà Trung lúc đầu nhất quyết không đưa, còn dọa là sẽ báo cảnh sát. Nhưng sau khi nhìn thấy con trai bị ma túy giày vò đau đớn thì lại mềm lòng. Cuối cùng, toàn bộ tiền bạc và gia tài mà bà ấy đã tích cóp bao nhiêu năm đều bị người con trai lớn đem đi tiêu sạch. Anh ta còn đòi mẹ phải cầm cố căn nhà duy nhất để lấy tiền tiếp tục mua ma túy. Ngay khi bà Trung định bán nhà thì lại hay tin con trai mình đã bị cảnh sát bắt. Không những bị phán tù chung thân mà còn bị mấy người trong giang hồ đánh gãy mất một chân. Bà Trung biết tin thì suy sụp tinh thần. Nghe nói bà ấy cũng đã đi vay mượn khắp nơi để cố gắng chạy án cho con trai nhưng đều vô dụng. Cuối cùng thì bà chỉ đành bỏ cuộc. Vì là tội phạm nguy hiểm nên Thành Lâm không được phép gặp người thân. Bà Trung cũng chẳng thể nào vào tù thăm con trai của mình. Cũng kể từ đó, tính tình của bà ấy thay đổi hoàn toàn. Từ người vui vẻ hòa đồng đã trở nên lầm lì khép kín, không giao tiếp với ai và cũng không muốn ai nhắc đến chuyện con trai lớn của mình nên cứ đóng cửa, ở mãi trong nhà. Dần dần, hàng xóm xung quanh cũng không quan tâm đến nữa. Duy nhất chỉ có gia đình của ông bà Tần ở bên cạnh là còn qua lại mà thôi. Cảnh sát nghe vậy thì liền đặt ra câu hỏi về gia đình của ông bà Tần. Tại sao khi họ đến đây thì thấy nhà bên cạnh đã sớm chuyển đi, không còn một ai trong nhà nữa?
Ông Trưởng Trấn chỉ biết thở dài, đau lòng kể lại. Cách đây chừng 12 tháng, vừa vào dịp nghỉ hè cho nên con trai của ông bà Tần tên là Tần Sâm có đưa gia đình về chơi. Ông bà Tần chỉ có duy nhất một đứa con trai nên rất yêu thương. Tần Sâm năm nay đã 30 tuổi, là kỹ sư công trình rất có danh tiếng ở thành phố Quảng Đông. Năm xưa, gia cảnh của nhà ông bà Tần không tốt, hai người lại thường xuyên đau ốm, thế nhưng vẫn cố gắng dành dụm tiền để cho con trai đi học. Năm Tần Sâm vào đại học, bà Trung cũng có cho anh ấy một ít tiền để đem theo làm lộ phí. Tình cảm giữa cả hai gia đình trước giờ vẫn luôn tốt. Tần Sâm vốn thông minh, lại chăm chỉ nên đạt được thành tích rất tốt. Sau khi ra trường thì đã tìm được một công việc ổn định. Cũng nhờ vào đó mà ông bà Tần được hưởng phúc sớm. Tần Sâm cưới được một người vợ tên là Thanh Hà, gia đình cũng khá giả. Nghe nói cha mẹ của cô ấy làm ông chủ thầu xây dựng lớn nên đã đứng ra giúp đỡ cho công việc của Tần Sâm rất nhiều. Hai người có với nhau một đứa con gái, năm nay đã 12 tuổi, tên Tần Chi. Không những ngoan ngoãn mà còn rất thông minh, xinh đẹp. Vì làm ở thành phố xa nên mỗi năm hai lần Tần Sâm sẽ đưa gia đình về quê chơi. Một lần là vào dịp Tết và một lần là vào kỳ nghỉ hè. Ông bà Tần rất tự hào về người con trai này nên lúc nào cũng khoe trước mặt bạn bè hàng xóm. Nhưng không ngờ khung cảnh hạnh phúc ấy lại không kéo dài được bao lâu thì sự tang thương lại ập đến. Chuyện là cách đây 2 tháng khi Tần Sâm đưa gia đình nhỏ của mình về thăm cha mẹ thì vợ anh ấy là Thanh Hà bỗng nhiên lại có việc đột xuất nên phải quay lại thành phố để xử lý ngay trong đêm. Cô ấy thông báo rằng công trường đang thi công xảy ra vấn đề nên sẽ mất khoảng 1 tuần mới giải quyết xong. Trong 1 tuần đó thì chỉ đành giao con gái cho bố mẹ chồng và chồng chăm sóc. Lúc đầu thì mọi chuyện rất bình thường, Tần Chi rất vui vẻ, hòa đồng với bạn bè trong trấn nên mỗi ngày đều xin phép gia đình cho ra ngoài chơi. Nếu như có Thanh Hà ở đây thì cô ấy cũng sẽ thường xuyên đi theo con gái để trông chừng. Vì nơi này là vùng nông thôn, lại có con sông nguy hiểm nên cần phải chắc chắn Tần Chi được an toàn. Thế nhưng Tần Sâm thì lại không nghĩ như vậy. Anh ấy nghĩ rằng bản thân lớn lên tại nơi này trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, con gái cũng không phải là mới về quê lần đầu cho nên đã căn dặn Tần Chi phải tránh xa con sông và một vài nơi vắng vẻ rồi để cô bé tự chạy đi chơi. Không ngờ Tần Sâm đợi đến khi xế chiều mà vẫn chưa thấy con gái về. Anh ta sốt ruột chạy ra ngoài hỏi thăm hết mấy gia đình có con chơi chung với Tần Chi lúc chiều, nhưng họ đều nói rằng con mình đã quay về nhà từ sớm rồi và cũng không biết Tần Chi đang ở đâu. Lúc này thì Tần Sâm mới nhận ra là có chuyện chẳng lành nên vội quay về gọi thêm người đến giúp tìm con gái. Anh ấy cũng đã gọi điện báo cho Thanh Hà biết. Nghe tin con gái mất tích, cô ấy đã đặt chuyến xe sớm nhất để trở về quê ngay trong đêm. Tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm ở khắp nơi. Lúc Thanh Hà về đến thì vẫn chưa thấy Tần Chi. Cô ấy sốt ruột nhưng tại vì là người lạ lại không thông thuộc đường xá ở trong thôn nên cứ loay hoay mãi, chẳng biết phải tìm từ đâu. Lúc này bà Trung đã đứng ra dẫn đường cho Thanh Hà, bà ta còn nhiệt tình đưa cô ấy đi quanh trấn. Đến khoảng 6 rưỡi sáng hôm sau, bà Trung vô tình phát hiện ra một đôi dép nơ màu hồng của trẻ con ở gần con sông. Đôi dép này là đôi dép mà Tần Chi thích nhất. Cũng là đôi mà cô bé đã mang ngày hôm qua. Nên khi vừa nhìn thấy thì Tần Sâm đã vội khẳng định nó là dép của con gái mình. Lúc đó vì quá nôn nóng cho nên mọi người lập tức chia nhau ra để tìm. Không ai nghĩ đến việc tại sao một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi lại có thể chạy đến tận đây. Bởi vì đường đi đến con sông tương đối gập ghềnh, lại là đường núi quanh co nên người bình thường còn dễ bị lạc, chứ đừng nói tới một đứa trẻ như Tần Chi. Lấy vị trí của đôi dép làm trung tâm, mọi người tỏa ra tìm kiếm theo nhiều hướng. Đến khoảng 7 giờ, người dân phát hiện ra con búp bê mà Tần Chi cầm theo nằm cách đó không xa, nhưng lại không hề thấy cô bé đâu cả. Tần Sâm lập tức báo cho cảnh sát, lực lượng chức năng cho rằng đây có thể là một vụ bắt cóc trẻ em nên đã điều tra theo hướng đó. Không ngờ, sau hơn 3 ngày tìm kiếm, cảnh sát thông báo cho vợ chồng Tần Sâm rằng họ đã phát hiện ra thi thể của Tần Chi ở một con lạch cách trấn Ân Mao khoảng 6 km về phía hạ nguồn. Tháng 6 là mùa khô ở Phổ Nhĩ nên dòng nước ở sông cạn dần về phía hạ nguồn. Đó cũng là lý do khiến cho thi thể của Tần Chi được phát hiện. Sau gần 1 tháng điều tra, cảnh sát kết luận rằng trong lúc ra ngoài chơi, Tần Chi đã vô tình trượt chân rồi ngã xuống sông chết đuối.
mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải là bị sát hại. Bởi vì họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh được Tần Chi bị người khác dìm xuống sông. Xung quanh nơi phát hiện ra thi thể hay nơi phát hiện ra đôi dép mà cô bé đã để lại cũng không tìm thấy được manh mối có ích nào khác. Cứ như thế, vụ án đã được khép lại trong ngỡ ngàng và bất lực của gia đình nạn nhân. Tần Sâm không tin con gái mình lại vô duyên vô cớ bị đuối nước. Cô bé cũng đã được cha mẹ cho đi học bơi từ nhỏ. Nước trong sông lại cạn, tất cả mọi nghi vấn đều hướng về việc Tần Chi là bị người khác sát hại. Thế nhưng vì vụ án đã kết thúc, muốn lật lại thì phải có bằng chứng mới. Cũng vì vậy nên hai vợ chồng Tần Sâm và Thanh Hà xảy ra mâu thuẫn. Vừa mới nửa tháng trước cả hai đã ly hôn. Tần Sâm đưa theo cha mẹ mình lên thành phố sinh sống để hai người không phải thương nhớ cháu gái quá độ mà sinh bệnh. Cũng kể từ ngày hôm đó, trưởng làng không còn gặp gỡ Tần Sâm hay ông bà Tần nữa. Cảnh sát nghe xong thì cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Trước mắt vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn. Họ vẫn nên tìm ra hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án thì may ra mới có thể tiến hành được bước tiếp theo. Cảnh sát lập ra một đội điều tra từ nơi cuối cùng mà nạn nhân xuất hiện đến nơi phát hiện ra thi thể để xem liệu trước khi chết có ai đã từng nhìn thấy nạn nhân hay không. Khi cảnh sát đến chợ, họ lại gặp người bán hàng khi trước đã từng nói chuyện với mấy thanh niên đi xe máy, được ông trưởng trấn cử đến tìm bà Trung. Nhìn thấy cảnh sát đến, bà ấy vội chạy ra hỏi thăm tình hình. Sau khi biết tin bà Trung đã chết, người bán hàng họ Trần lập tức cung cấp một manh mối có giá trị cho cảnh sát. Bà ấy kể lại rằng, ngày hôm đó bà Trung đem theo một lượng lớn rượu mới nấu, như mọi khi để bán cho con buôn quen thuộc. Không ngờ con buôn đó lại không đến, cứ nghĩ là bà Trung sẽ phải gánh rượu quay trở về, thì không ngờ có một người đàn ông đã đến nói chuyện. Nhìn cách ăn mặc của người đó thì bà Trần đoán là không phải là người ở đây. Bà Trung và người đàn ông đó đứng lại nói chuyện với nhau một hồi, có vẻ như khá thân thiết. Sau đó, người đàn ông đã rút ở trong ví ra một số tiền rồi đưa cho bà Trung để mua hết số rượu mà bà ấy đem đến. Khi đó bà Trần còn cảm thấy rằng bà Trung may mắn gặp được quý nhân, nếu không thì số rượu kia mà để qua ngày thì chắc chắn sẽ mất giá. Sau khi đã bán được hết rượu, bà Trung liền vội vã quay trở về với con trai. Còn người đàn ông kia thì cũng rời đi ngay sau đó. Còn những chuyện xảy ra ở trên đường về nhà của bà Trung thì bà Trần hoàn toàn không rõ. Cảnh sát liền hỏi bà ấy về chân dung của người đàn ông kia. Bà Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng ngày hôm đó trời âm u. Người kia lại còn đội mũ che kín nửa mặt cho nên tôi không nhìn rõ được. Chỉ có một điều tôi nhớ rằng người đó khá trẻ, cao khoảng 1m8, ở trên cổ tay bên trái có một hình xăm giống như là hình con rắn đen. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng. Rất có thể người đàn ông đó chính là kẻ đã ra tay sát hại bà Trung. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác điều tra dọc con đường từ chợ về trấn Ân Mao thì phát hiện ra có một căn nhà hoang. Lúc họ đi vào bên trong thì nhìn thấy chiếc nón lá cùng với quai gánh được cho là của bà Trung bởi vì trên thân gánh có khắc một chữ Trung khá rõ. Đi ra phía sau nhà, cảnh sát lại tiếp tục phát hiện ra một đôi dép màu nâu nhạt nằm gần một cái lu nước lớn. Vì đây là căn nhà bỏ hoang cho nên cảnh sát không thể điều tra ra từ phía chủ nhà. Họ tiến hành lấy mẫu nước còn sót lại ở trong lu để đối chiếu với lượng nước ở trong phổi của nạn nhân. Bên cạnh đó, họ cũng đem những vật chứng thu được ở hiện trường về để xác minh xem liệu có phải là đồ vật mà nạn nhân để lại hay không. Qua quá trình xác minh và làm rõ, cảnh sát đã có thể khẳng định ngôi nhà hoang đó chính là hiện trường xảy ra vụ án và nước ở trong lu cũng hoàn toàn trùng khớp với nước ở trong phổi của nạn nhân. Điều này càng chứng tỏ nạn nhân không phải là vô tình bị chết đuối mà là bị kẻ khác hại. Tuy nhiên, tại hiện trường họ không hề phát hiện ra dấu vết xô xát hay vật lộn, càng không có dấu hiệu chứng tỏ đã từng xảy ra xung đột giữa nạn nhân và hung thủ. Qua đó, cảnh sát đưa ra nhận định rằng hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân, thậm chí còn là người thân thiết đến mức nạn nhân hoàn toàn không hề có bất kỳ phòng bị nào. Như vậy thì hiểm nghi lớn nhất lúc này chính là người đàn ông đã tiếp xúc với bà Trung lần cuối cùng. Cảnh sát quay về hỏi thăm trưởng trấn xem liệu ông ấy có biết người đàn ông nào nằm trong khoảng 28-30, cao khoảng 1m8, ở trên cổ tay có hình xăm con rắn màu đen và có mối quan hệ thân thiết với bà Trung hay không. Trưởng trấn suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời rằng nếu như hỏi tôi về người đàn ông cao khoảng 1m8
và có mối quan hệ thân thiết với bà Trung thì tôi sẽ nói đó là Tần Sâm. Trên cổ tay của cậu ấy không hề có bất kỳ hình xăm nào cả. Trước giờ, nó là một đứa con ngoan ngoãn, hiền lành nên không bao giờ xăm trổ. Ngoài ra thì bà Trung cũng không có quá nhiều mối quan hệ. Người trong trấn thì chỉ toàn là trung niên. Chiều cao cũng không quá 1m75, chứ đừng có nói tới là 1m8. Nghe như thế, cảnh sát liền đặt ra nghi vấn rằng người đàn ông mà bà Trung đã gặp là ai. Trước mắt, họ đã tìm đến nhà của Tần Sâm để điều tra. Biết đâu cha mẹ của Tần Sâm lại biết được người đàn ông thân thiết với bà Trung và có hình xăm con rắn ở trên cánh tay. Tần Sâm sống ở một khu chung cư khá cao cấp, nằm ở trung tâm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Châu. Lúc cảnh sát đến nơi thì chỉ có hai ông bà Tần ở nhà. Sau khi nghe cảnh sát hỏi về người thanh niên cao khoảng 1m8, ở trên tay có hình xăm và có mối quan hệ thân thiết với bà Trung, thì cả hai vợ chồng Tần đều biến sắc mặt. Họ lập tức trả lời rằng mình không biết, sau đó thì đứng dậy mời cảnh sát ra về. Những phản ứng kỳ lạ của họ đã khiến cho cảnh sát chú ý. Hai người cảnh sát được cử ở lại, thầm theo dõi gia đình Tần Sâm, đợi đến khi anh ta quay về nhà thì sẽ lập tức xác định xem liệu ở trên tay anh ta có hình xăm nào hay không. Đến gần khoảng 8 giờ tối, Tần Sâm quay về nhà, nhưng khi đến trước cửa, anh ta lại nhận được điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong thì sắc mặt của Tần Sâm trở nên nghiêm trọng. Anh ta quay người về phía thang máy chứ không vào nhà nữa. Nhận ra Tần Sâm có biểu hiện khác thường, cảnh sát đã lập tức đuổi theo. Sau một lúc truy đuổi, cuối cùng họ cũng bắt được Tần Sâm ở trong một con hẻm nhỏ ở sau lưng khu chung cư, rồi đưa anh ta về đồn để lấy lời khai. Sau khi đưa anh ta về đồn, cảnh sát kiểm tra ở trên cổ tay trái, quả thực là có một hình xăm con rắn màu đen. Tuy nhiên, hình xăm này còn rất mới và có lẽ chỉ vừa mới được xăm lên cách đây không lâu. Cảnh sát cũng mời bà Trần đến để xác nhận xem có đúng là hình xăm của người đàn ông mà bà ấy đã từng thấy hay không. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, bà ấy liền gật đầu xác nhận. Cảnh sát đặt câu hỏi xem vào ngày 14 tháng 8 có phải anh ta đã từng đến khu chợ trung tâm quận Tư Mao và gặp bà Trung hay không. Tần Sâm cũng không giấu giếm mà gật đầu khẳng định. Tuy nhiên, anh ta nói rằng bản thân cũng chỉ gặp mặt bà Trung rồi biết được bà ấy đang gặp rắc rối. Vì tình nghĩa xóm giềng nên mới mua hết số rượu cho bà ấy. Sau đó thì anh ta cũng đã rời đi, không hề liên quan gì đến cái chết của bà Trung cả. Cảnh sát lập tức hỏi ngược lại là tại sao anh ta lại biết bà Trung đã chết. Cảnh sát chưa từng công bố tin này ra bên ngoài. Dạo gần đây, anh ta cũng không có quay về thôn Ân Mao hay liên lạc với bất kỳ người dân nào ở đây. Thấy mình vô tình lỡ lời, Tần Sâm đã quyết định im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cũng đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh sau khi rời khỏi chợ. Tần Sâm không hề quay về nhà mà đến tận sáng ngày hôm sau mới trở về. Camera trong khu chung cư ghi hình lại rất rõ. Đứng trước những chứng cứ hướng về mình, tinh thần của Tần Sâm gần như đã sụp đổ. Cuối cùng, anh ta chỉ đành thừa nhận chính mình là người đã ra tay sát hại bà Trung, là vì muốn báo thù cho con gái. Cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu Tần Sâm kể lại mọi chuyện. Anh ta liền chìm vào hồi ức đau thương. Lúc bé, gia đình của Tần Sâm thực sự rất nghèo. Cha mẹ cũng không có sức khỏe để làm công việc nặng nhọc nên chỉ có thể trồng trọt một vài nông sản như rau củ và nuôi lợn để bán kiếm tiền. Khi đó, nhà bà Trung rất giàu có, bà ấy thường xuyên nhờ mẹ của Tần Sâm sang nhà trông người con trai thứ hai giúp mình để bà Trung ra ngoài làm ăn. Mẹ của Tần Sâm vì muốn kiếm thêm ít tiền nên cũng đồng ý. Vì tâm lý của Thành Chiết có vấn đề nên thường xuyên la hét, nổi nóng và đập phá đồ đạc. Mẹ của Tần Sâm cũng nhiều lần bị Thành Chiết ném đồ vào người dẫn đến bị thương. Tần Sâm thương mẹ nên khuyên bà không nên tiếp tục làm công việc này nữa. Thế nhưng vì để kiếm thêm tiền mà bà Tần vẫn tiếp tục chịu đựng. Bà ấy cũng từng góp ý với bà Trung rằng nên đưa con trai đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi điều trị. Nếu cứ kéo dài tình hình sẽ ngày càng tệ. Cứ nghĩ bà Trung sẽ nghe theo, nhưng không, bà ấy cho rằng mẹ Tần Sâm đang khinh miệt con mình. Không những chửi mắng bà Tần mà còn đuổi việc bà ấy. Thậm chí số tiền lương mà bà Tần đã làm trong suốt gần một tháng qua cũng không thèm trả. Tần Sâm khi đó rất tức giận, nhưng vì mẹ nói không nên gây thêm chuyện nên đã đành giữ im lặng. Ngoài mặt thì bà Trung tỏ ra thân thiết, quan tâm đến gia đình của Tần Sâm, nhưng thực chất ra bà ta cực kỳ căm ghét họ.
bà ta luôn cho rằng mình hơn người, lúc nào cũng khinh miệt Tần Sâm, không bao giờ bằng được đứa con trai lớn của bà ta là Thành Lâm. Không ngờ Thành Lâm sau khi trưởng thành lại là một kẻ vô công rồi nghề. Trong khi Tần Sâm cố gắng học tập và làm việc kiếm tiền, báo hiếu cho cha mẹ, thì Thành Lâm chỉ biết ra ngoài ăn chơi trác táng, đem tiền trong nhà cho bạn bè xã hội ở ngoài, tiêu xài hoang phí. Đỉnh điểm là khi Thành Lâm nghiện ma túy và bị cảnh sát bắt, gia đình bà Trung cũng ngày càng sa sút, không còn giống như xưa. Còn gia đình Tần Sâm thì ngày càng phát đạt, không những cưới được vợ đẹp mà còn có con ngoan, khiến cho bà Trung cực kỳ ganh ghét. Bà ta luôn kiếm cớ, kiếm chuyện với cha mẹ của Tần Sâm khi anh không có ở nhà. Vì ông bà Tần vốn dĩ hiền lành nên cũng chẳng bao giờ tranh chấp với bà ấy cả. Điều này ở trong mắt bà Trung giống như sự sỉ nhục. Bà ta không những không dừng lại mà còn làm thêm những hành động quá đáng hơn. Ví dụ như là bỏ thuốc vào trong thức ăn cho lợn khiến cho hai con lợn của nhà ông bà Tần bị ngộ độc rồi chết. Bà ta còn quét rác, hất sang sân nhà họ rồi đứng bên hàng rào chửi đồng. Tần Sâm biết chuyện thì lập tức sắp xếp đưa cha mẹ mình lên thành phố sống. Nhưng vì ông bà Tần vẫn quen với cuộc sống yên bình ở dưới quê nên mãi chưa đồng ý. Vốn dĩ, Tần Sâm dự tính vào mùa hè năm nay đưa vợ con về chơi rồi sẽ thuyết phục cha mẹ dọn lên trên thành phố sống luôn. Không ngờ lại xảy ra sự việc. Ngày con gái mất tích, Tần Sâm gần như phát điên. Dù cho có tìm được con búp bê mà cô bé làm rơi cùng với lời khẳng định từ phía cảnh sát rằng có thể con gái của mình đã bị bắt cóc, thì Tần Sâm vẫn nuôi một hy vọng rằng con gái sẽ sống và quay về. Không ngờ 3 ngày sau, họ lại tìm được thi thể của Trần Chi trong một con rạch cạn. Mọi hy vọng của Tần Sâm đã bị dập tắt. Lúc ôm thi thể con gái trong tay, anh ta đã thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã làm hại con gái mình và trả thù cho cô bé. Tần Sâm đã đặt niềm tin vào cảnh sát, nhưng thứ anh ta nhận lại chính là kết luận con gái vô tình bị đuối nước. Sau đó vụ án cũng đã khép lại trong sự phẫn uất của gia đình Tần Sâm. Vợ của anh ấy là Thanh Hà cũng đã mắc bệnh trầm cảm sau cái chết của con gái. Cô ấy không những tự làm bản thân bị thương mà còn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên trên đầu của Tần Sâm. Cũng là vì lý do đó mà cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Thanh Hà lựa chọn ly hôn để rồi dọn về nhà mẹ đẻ sống. Tần Sâm tuy đau buồn nhưng cũng không ngăn cản vợ, bởi vì anh ấy còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là tìm ra kẻ sát hại con gái mình. Tần Sâm xăm một con rắn ở trên cổ tay để nhắc nhở bản thân nhất định phải trả thù. Tần Sâm đón cha mẹ của mình lên thành phố, còn bản thân thì thuê một ngôi nhà ở gần trung tâm quận Tư Mao để thuận tiện quay về trấn Ân Mao điều tra. Trong một lần nói chuyện với những đứa trẻ đã ra ngoài chơi với con gái mình vào ngày mà cô bé bị sát hại, có một đứa trẻ tên là Diệu Hàm đã nói lại rằng vào chiều tối ngày hôm đó, trong lúc mọi người đang cùng nhau chơi búp bê thì người con trai có vấn đề về bệnh tâm thần của bà Trung cũng đến xin chơi cùng. Vì mấy đứa trẻ ở đây đều biết Thành Chiết có khuynh hướng bạo lực nên đều không muốn chơi cùng. Thấy thế Tần Chi đã đi đến đồng ý chơi với Thành Chiết. Cả hai sau đó cũng rời khỏi sân chơi rồi đi đến nơi khác. Mấy đứa trẻ cũng không biết hai người bọn họ đã đi đâu. Thông tin này cực kỳ quan trọng đối với Tần Sâm. Anh ấy lập tức tìm cách tiếp cận Thành Chiết để hỏi anh ta xem chiều ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sau vài ngày nói chuyện và mua đồ ăn ngon cho Thành Chiết, cuối cùng thì Tần Sâm cũng đã biết được sự thật. Thì ra chiều hôm đó, Thành Chiết rủ Tần Chi về nhà mình chơi. Vì cô bé biết Thành Chiết là hàng xóm của ông bà nội nên cũng tin tưởng mà làm theo. Không ngờ sau khi về nhà, Thành Chiết lại bắt Tần Chi chơi những trò nhạy cảm. Anh ta không những động chạm vào cơ thể mà thậm chí còn muốn ôm hôn. Tần Chi sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng lúc đó bà Trung lại đi về. Bà ta sợ Tần Chi sẽ đem chuyện này nói ra bên ngoài nên đã dụ dỗ cô bé ra ngoài sông chơi. Bà ta nói rằng ngoài sông có rất nhiều cá đẹp, lại còn rủ Tần Chi đi câu cá để đem về làm quà cho ông bà nội. Tần Chi dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nghe người lớn nói như thế thì liền đi theo. Không ngờ lúc cả hai vừa đi đến nơi, bà Trung liền cố tình dẫn Tần Chi đến sát mép sông, sau đó đi vòng ra sau lưng để nắm chặt lấy hai cổ chân của cô, rồi đẩy mạnh một cái khiến đầu Tần Chi bị cắm thẳng xuống dưới nước. Bà Trung ngay lập tức đã nắm chặt hai cổ chân rồi giơ lên cao. Cứ như thế, Tần Chi chỉ có thể vùng vẫy ở trong nước được một lúc rồi bất động.
Sau khi khẳng định Tần Chi đã chết, bà Trung liền lấy đôi dép và con búp bê đặt ở đó không xa. Còn thi thể thì thả trôi theo dòng nước để tạo dựng hiện trường giả rằng Tần Chi đi ra sông chơi rồi vô tình trượt chân chết đuối. Nghe toàn bộ lời mà Thành Chiết kể lại, Tần Sâm cực kỳ tức giận. Khi ấy, anh đã muốn bóp chết hắn ta ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng đã suy nghĩ lại. Tần Sâm thay đổi mục tiêu giết người sang bà Trung. Còn đối với kẻ không được bình thường như Thành Chiết, thì cuộc sống một mình trên cõi đời này mới là sự trừng phạt lớn nhất. Nghĩ rồi, anh ấy lập tức thực hiện kế hoạch. Vào ngày 14, anh ta vốn định đợi khi bà Trung bán xong thì sẽ tiếp cận trên đường về trấn rồi mới ra tay sát hại. Không ngờ bà ta lại không bán được hàng, sợ kế hoạch bị lỡ thời gian, Tần Sâm chỉ đành lộ mặt để mua hết số rượu cho bà ta. Sau khi thấy bà Trung rời đi, Tần Sâm âm thầm bám theo sau. Vốn dĩ, ban đầu anh ta định sẽ dìm chết bà ta tại đoạn sông mà bà ta đã sát hại Tần Chi. Nhưng không ngờ, giữa đường trời mưa lớn, bà Trung liền trú mưa tạm ở trong căn nhà hoang. Hết cách, Tần Sâm cũng giả vờ như bị mắc mưa, nên chạy vào trú mưa ở căn nhà đó. Lúc đầu, khi nhìn thấy Tần Sâm, bà Trung còn đề phòng mà hỏi tại sao anh lại ở đây. Tần Sâm nói rằng mình quên ít đồ ở nhà cũ nên quay về lấy. Nghe thấy vậy thì bà Trung cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó lợi dụng lúc bà Trung buông bỏ phòng bị, Tần Sâm dụ bà ấy ra phía sau nhà nơi có lu nước rồi dùng chính cái cách mà bà ta đã sát hại Tần Chi để trả thù cho con gái. Sau khi giết chết bà Trung, Tần Sâm đem thi thể của bà ta ném xuống sông coi như tế lễ cho vong linh của đứa con xấu số. Đó là toàn bộ sự thật và cũng là nguyên nhân khiến cho Tần Sâm trở thành kẻ sát nhân. Dựa vào những lời thú tội của Tần Sâm, cảnh sát cũng đã khép lại vụ án mạng lần này. Tuy nhiên, về vụ án của Tần Chi thì không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, lời khai của một người không bình thường như Thành Chiết cũng không thể để làm cơ sở. Để định tội bà Trung, cuối cùng tòa án tuyên phạt bị cáo Tần Sâm tội danh giết người với mức độ hình phạt cao nhất là tử hình. Tại phiên tòa, tuy phải chịu án tử, nhưng gương mặt của Tần Sâm lại hiện rõ sự nhẹ nhõm bởi vì anh ta đã tự tay báo thù được cho con gái mình. Trước khi lãnh án, Tần Sâm cũng đã gửi lời xin lỗi đến cha mẹ và vợ mình. Toàn bộ tài sản đều được anh ấy để lại cho người thân, còn mình thì thanh thản đến gặp con gái. Một gia đình hạnh phúc lại bị phá hoại bởi chính sự ghen tị, xấu xa của người hàng xóm độc ác. Cái giá mà bà Trung phải trả là quá rẻ so với tội ác mà bà ta đã gây ra. Còn về Tần Sâm, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất dành cho anh ấy. Chỉ tội nghiệp cho ông bà Tần và người vợ Thanh Hà phải sống với nỗi đau và sự mất mát rất lớn. Riêng đối với Thành Chiết, sự thật đúng với suy nghĩ của Tần Sâm. Sống một mình ở trên cõi đời này mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho anh ta. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật.